Ừ, thời đại công nghệ các bác ạ. Một chiếc âm ly phải nói luôn nó bé, còn bé bằng cái bàn tay luôn. À, chiếc âm ly này có mức giá 299 ngàn. Nhưng em nó lại cho ra công suất cầu loa lên đến 100W cơ. À, như em Tuấn clip trước, có một số clip em có thể giới thiệu cho bác là con âm ly này các bác có thể ghép để độ chế vào cái bộ loa hoặc là trên xe ô tô của những cái xe tầm của nó vài trăm triệu đấy. Nhưng tất cả những chiếc xe ô tô mà vài trăm triệu thì tất cả loa đều không hay, khẳng định là không hay, nói cho các bác. Và công suất ở cái đầu thu hoặc cái màn hình Android đưa ra thì công suất nó không đạt đấy, nên nghe chất âm chất bát nó không được chắc. Thì em Tuấn có giới thiệu cho bác cái sản phẩm gọi là cái loa Hackman này này, cái đường kính của loa này là 13, nên các bác chỉ cần nhấc loa cũ chụp thẳng vào luôn là ok đấy. À, đôi loa này là 399 ngàn của Hackman Cadden này. À, nó trên nó có một con loa bát và một con tép đom này. À, và bác nào tiện thì có thể ghép thẳng con âm ly này vào. Con âm ly này có thể đánh được một lúc 4 chiếc loa này. Bởi vì công suất của em nó lên đến 100W hai vế mà, 100W hai vế thì nó có thể đánh được 4 chiếc loa này hoặc đến 8 chiếc loa này thì nó thừa lắp loa cánh luôn ạ. Ngoài ra em nó còn có một cái cổng đây, cổng chế độ là cổng súp buốt riêng, cổng súp riêng nhé. Nó có một cổng súp riêng các bạn, cái cổng súp này đây, em Tuấn đang đánh con súp hơi này. Đây là súp hơi, con súp hơi này các bạn lắp cho ô tô thì tuyệt vời luôn, vít thẳng vào hộp thùng loa cho em. Con súp này có mức giá 380 ngàn đấy. Còn loa này thì đường kính của em nó là 13, ok chưa, vít thẳng vào luôn. À, về cái dây này thì về các bác xé ra, tước nó ra cho hai dây màu đen chập một và hai dây màu nâu này chập một cho em đấy. 399 ngàn cái loại này, có bản test riêng rồi, bắt đầu cần em gửi bản test cho. Còn sau đây em Tuấn sẽ test cái đôi loa Hackman cột. Cái đôi Hackman cột này thì lại thích hợp cho một số bác đặt phòng phòng hay văn phòng nghe nhạc, hoặc tóm lại bác đặt đâu đặt. Nhưng mà con này nó lại có cái chất âm hay là gì. Con này là 460 ngàn một chiếc và một đôi này là 900k. Nguyên loa không ấy. Con này được thiết kế với một con bát súp gầm này. Một con bát ở súp gầm. À, một cái tép đom chính phía trước này. Và đặc biệt là em nó thiết kế thêm hai con loa cộng hưởng hai bên. Cái loa cộng hưởng này, cái giá trị của loa cộng hưởng nó cái tên của nó đúng như cái nghĩa, cái nội dung, cái tên của nó là loa cộng hưởng, có nghĩa là nó cộng hưởng chất lượng âm thanh và nó là cộng hưởng, nó mượn từ ba loa chính để cộng hưởng ra nó, nên chất âm của nó, cái chất bát của nó ra rất là mềm đấy, gọi là loa cộng hưởng. Thì con này được thiết kế một bát gầm đúng không ạ? À, 460 ngàn một chiếc, còn bác nào mua một đôi là 900. Đấy, còn súp này thì về súp này em không để trong thùng nên là nó chất âm nó ra các bác không nghe rõ, không nghe được không? Bởi vì súp phải đưa vào trong thùng đấy thì nó mới có cộng hưởng được. Súp này 380 ngàn một chiếc. Sau đây mời các bác đeo tai nghe vào, em test cho bác đôi loa này nhé. Và em test luôn cái cổng súp riêng ở đây cho bác. Cái cổng súp này chỉ test hình thức cho bác thôi, bởi vì là súp mà không thả vào thùng thì nó không ra được chất âm. Mời các bác này. Và đặc biệt là con âm ly này có thể phát được Bluetooth vào đây luôn. Em đang phát Bluetooth từ điện thoại vào ạ. Phát từ Bluetooth từ điện thoại vào đây luôn. Ngoài ra nó còn có một cổng jack aux đây nữa. Điện, con âm ly này có thể chạy điện được từ 12V đến 22V. Ok chưa? Quá ok, mời các bác nghe. Người đứng từ xa chờ em về, một người muốn thank you.
vặn súp lên cho bác nhé, em vặn súp lên này, em tắt loa cho bác. Tắt một chiếc này, tắt nó cho bác nhé. Bắt đầu test súp này, vặn súp này. Đấy, ok chưa? Phê chưa? Xứng đáng đồng tiền các bạn. Con này mà cho vào ô tô thì báo cáo bác. Nào, cái nhà phòng nó rộng như thế này, nó quánh súp còn chưa có trong thùng. Này cho vào ô tô báo cáo bác bao phê luôn nhá. Rồi, chào các bạn, thế thôi.